Hello, anh Tiến. Thank you for your order for ES 450, the Queens màu xám. Thì hôm nay tụi em làm cái video để mà confirm cái order với anh. Thank you so much from Ohio. This is the 7 chairs that we prepare for you. Everything is tested, nước và massage. Make sure là không có bị leak trước khi ra và massage nó không kêu. Massage đều smooth hết. Tụi em có test ở dưới cho nó chạy khoảng mấy tiếng đồng hồ. Thì những thứ mechanical, electronical thì nó đều everything's good. Tụi em xem những cái bồn, make sure là không có vết tích gì và nó là totally brand new. Nên là đây là cái màu xám. Cái decor pad thì màu trắng và có thể lật ra đằng sau là màu xám nữa, có thể reversible. So a little bit of this về cái ghế này thì nó có hệ thống auto fill. Ví dụ anh có thể tắt ở đây. Ví dụ mình tắt đi hết ha. Đó. Thì mình sẽ thấy là không có hoạt động gì hết, nhưng mà đến khi mà mình turn nó on và bấm auto fill, khi mà auto fill ấy thì nó sẽ fill lên tới cái mức, còn ngay cái sensor thì nó sẽ tự tắt và nó tự lên nước. Mình có thêm cái hệ thống overflow thì cái liner nó sẽ go through cái chỗ này, cái con nó có một cái đường khẽ ở đây để mà cái liner có thể go through đây, và khi mà cần thêm nước thì nó sẽ tự tràn ra đây và ra cái drain của mình. Ok, thì ở đây cũng có cái nút, những cái nút cho mình tới lui cái ghế. Mình có thể tắt jet, mở jet, fill thêm nước, tắt nước. Đó. Ok, thì hệ thống works very perfectly. Built-in remote control thì nằm đây. Mình chỉ cần bấm turn on và bấm automatic là nó sẽ có 30 phút để mà làm cho khách. Okay. So far it's this 7 is ready to go in perfect condition, no leaks. Massage extremely good. And if you have any questions, please let us know. Again, Anting, thank you so much from Ohio, ordering 7 chairs from us and a package. If you have any questions, let us know.